Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Quý khán thính giả đang theo dõi chương trình phát hình live của Lưới Điện Sài Gòn TV trên băng tần 56.7. Chúng tôi đang có bản tin Breaking News và ngay trong thời điểm này, ông Scott Pruitt, Bộ trưởng Bộ Môi sinh EPA đang có cuộc họp báo để trình bày về chính sách mới thay đổi luật về ô nhiễm môi sinh dành cho xe hơi. Thưa quý vị, luật bảo vệ thẳng môi sinh của Hoa Kỳ đã được thời ông Obama đưa ra để bảo đảm rằng trong tương lai những kiểu xe nhập cảng vào Mỹ phải đạt được tiêu chuẩn về thán khí. Có nghĩa là mỗi một chiếc xe, mỗi một ga lông xăng sẽ phải đạt được cái số dặm 35 dặm, 40 dặm tùy theo kiểu xe, kể cả xe light truck, các loại xe tải nhẹ nữa. Và đó cũng là lý do mà California đi theo cái tiêu chuẩn bảo vệ môi sinh rất khắt khe. California là tiểu bang có luật về ô nhiễm môi sinh khắt khe nhất nước Mỹ. Chính vì thế mà bên cạnh California còn có 19 tiểu bang khác nữa cũng đi theo cái quy định này để bảo đảm xe cộ không thải thán khí. Vì thế quý vị nhập cảng xe vào California đó, và chúng ta mỗi năm, 2 năm phải check smoke một lần để mà đưa xe để bảo đảm DMV cho phép quý vị lái xe trên đường phố của California. Thế nhưng kể từ khi mà ông Trump lên của Đảng Cộng Hòa đó, thì tất cả những cái quy luật, quy định của ông Obama, Đảng Dân Chủ đã bị ông Trump tìm cách lật đổ hết. Và đó là lý do ngày hôm nay chúng ta có thêm một cái quy luật về giảm thiểu khói thải lại bị lật đổ nữa. Và ông Scott Pruitt đang trình bày, ông là Bộ trưởng Bộ Môi sinh. Theo dự trù, ông sẽ hủy bỏ các quy định về việc một ga lông phải chạy bao nhiêu mai. Và ông giải thích là những cái điều đó chỉ gây hại đến cho cái việc phát triển kinh tế. Và chúng ta cũng thấy đó, mỗi khi Đảng Cộng Hòa lên và Đảng Cộng Hòa, cái chuyện này là thực tế, là Đảng ủng hộ cho kỹ nghệ dầu hỏa và kỹ nghệ súng ống. Và kỹ nghệ dầu hỏa thì dễ gây ô nhiễm môi sinh. Trong khi Đảng Dân Chủ lên á, thì lại đưa ra các quy luật để giảm thiểu. Và đó là lý do quý vị còn nhớ ông Obama đã từng cho phép rất nhiều các khu vực bảo tồn thiên nhiên á, không được phát triển dầu hỏa đó. Nhưng mà khi ông Trump lên thì lại rút lại cái phần này. Ngày hôm nay, cá nhân của ông Scott Pruitt trong lúc trình bày về cái việc sửa đổi luật từ thời Obama đó, thì chính ông cũng đang gặp vấn đề. Sáng ngày hôm nay, Tòa Bạch Ốc đã cho biết, họ tiết lộ, họ nói họ đang điều tra việc mà ông Scott Pruitt có liên hệ đến những người lobbyist. Thưa quý vị, lobbyist là vận động hành lang. Hai người bạn của ông Scott Pruitt là người vận động hành lang trong cái việc giảm thiểu ô nhiễm môi sinh. Thế nhưng họ vận động cho ngành kỹ nghệ dầu hỏa và xe hơi. Trong thời gian qua, kỹ nghệ dầu hỏa và xe hơi luôn vận động với ông Trump để giảm thiểu bớt những cái quy định khắt khe từ thời ông Obama để họ dễ dàng hơn. Quý vị cứ thử nghĩ đi. Một chiếc xe hơi, thí dụ như là Toyota hay kể cả xe Mỹ nữa, để mà có thể đạt được cái tiêu chuẩn của ông Obama đó, họ phải thiết kế lại và những cái phụ tùng, những cái đồ để mà giảm thiểu khói thải đó, nó tốn kém hơn nhiều. Nhưng mà nếu mà làm nhẹ đi cái quy định này thì sẽ giúp cho chiếc xe hơi đó nó bớt tốn kém hơn. Thì đó là những người vận động hành lang. Thế nhưng cuộc điều tra mới đây vào tuần rồi, người ta mới khám phá ra trong thời gian ông Scott Pruitt chuyển từ Oklahoma đến Washington để làm việc, ông ở Oklahoma từng là Bộ trưởng Tư pháp và cũng là người chống đối những cái quy định về thán khí của ông Obama. Chính vì thế, ông Scott Pruitt
đã nhận được cái sự ủng hộ mạnh mẽ của ông Trump lên làm bộ trưởng môi sinh. Thì khi mà chuyển từ Oklahoma đến DC đó, thì ông đã được quen biết với hai người bạn. Thì hai người bạn này nói, ô, anh đến DC hả, có chỗ ở chưa? Nếu không thì tôi cho anh thuê. Nói là thuê, lẽ ra là họ cũng cho cũng được, nhưng mà thuê cho nó có lý chút xíu. Thì cái tiền thuê cái căn condo ở Washington DC đó có $50 một ngày thôi, quá rẻ so với mức thời giá. Đằng này đó không những $50 mà không có hợp đồng đi kèm nữa. Nếu như hai người bạn này chỉ là những người bạn bình thường, không có dính dáng đến vấn đề ô nhiễm môi sinh, thì chắc có lẽ là không có vấn đề gì. Tuy nhiên, họ lại là lobbyist vận động hành lang. Chính vì thế, tin tức đưa ra cho thấy ông này lạm quyền. Thêm một điểm nữa vào sáng ngày hôm nay, thưa quý vị, đó là nguồn tin cũng cho biết là ông này mới đây, ông có hai người nhân viên, hay đó là hai người phụ nữ làm việc rất tích cực, và ông cũng đưa từ Oklahoma đến DC để làm việc với ông. Mà chúng ta cũng hiểu được, khi mà chúng ta làm việc quen với ai rồi đó, quý vị chỉ thích muốn làm việc với người đó không? Mọi chuyện nó thông suốt, nó dễ dàng. Và khi đưa hai nhân viên nữ này đến DC đó, thì ông đã từng đệ trình lên Tòa Bạch Ốc để xin tăng lương cho hai nhân viên nữ này lên một cái mức rất cao, thưa quý vị, từ 107.000 thành 164.000. Tăng lương gì mà lên 50 mấy ngàn một người. Người thứ hai đó là cô Hấp, tăng từ 86.460 đồng tăng lên thành 114.000 một năm. Ông viện cớ đó là từ công việc của tiểu bang mà lên làm việc cho liên bang đó, thì lương của họ cũng phải tăng. Tuy nhiên, cái đơn xin tăng lương của ông Scott Pruitt đã bị Tòa Bạch Ốc bác bỏ. Chủ trương của ông Trump là tiết kiệm, vì thế họ không đồng ý để nâng một cái mức lương quá đáng mấy chục ngàn Mỹ Kim cho cả hai nhân viên này. Thế nhưng ông Scott Pruitt không nhận được sự đồng thuận của Tòa Bạch Ốc. Ông là bộ trưởng tư pháp mà, cho nên ông là người luật gia, ông rất là khôn, ma lanh. Ông nói rằng nếu không được thì chúng ta tìm một cái con đường khác. Thế là ông đi vận động, đi tìm, và tìm thấy ở trong quy luật của Hoa Kỳ đó, nhất là trong cái, vẫn theo cái bộ môi sinh Safe Drinking Water Act, cho phép bộ môi sinh được quyền thuê mướn 30 người vào trong bộ mà không cần được sự ủng hộ của Tòa Bạch Ốc và Quốc hội. Ông tìm được cái con đường đó, thì ông nói rằng bây giờ đưa hai người này vào thì xem như mình mướn họ thêm vào để làm thêm việc trong cái bộ về nguồn nước sạch. Thế là cuối cùng ông đã tăng lương được cho hai người nữ nhân viên này mà không cần sự đồng thuận của Tòa Bạch Ốc. Thì sáng ngày hôm nay Tòa Bạch Ốc tuyên bố họ đang điều tra, không phải là vấn đề tăng lương, nhưng cái chuyện tăng lương này mới vừa xảy ra ngày hôm nay, tin tức này được đưa ra. Thì ông John Kelly, hiện nay là chánh văn phòng của Tòa Bạch Ốc, cho biết ông đang mở cuộc điều tra. Quý vị thấy ông Scott Pruitt hay không? Thì trước những cái bản tin này được đưa ra đó, thì ông Trump đã có phản ứng gì, thưa quý vị? Theo bản tin ghi nhận đó, Tòa Bạch Ốc cũng đã vừa xác nhận Tổng thống Trump đã gọi cho ông Scott Pruitt. Thay vì chỉ trích, ông Trump lại nói, yên tâm đi. Thế nhưng cái chuyện yên tâm đi này không biết như thế nào. Bởi vì trước đây đó, ông Rex Tillerson, Ngoại trưởng Hoa Kỳ của ông Trump đó, cũng đã nhận được cái sự ủng hộ, nói rằng cứ yên tâm đi. Tòa Bạch Ốc đã từng khẳng định là không hề có một cái sự đụng chạm nào giữa ông Rex Tillerson với ông Trump. Rồi sau đó những nhân vật khác nữa, chẳng hạn như là tướng McMaster, cũng chẳng có gì đụng độ ghê gớm cả. Thế nhưng cuối cùng thì hai nhân vật này cũng ra đi và đi cùng với những nhân vật khác nữa. Hiện nay thì theo tường trình đó, với những cái chi tiết đưa ra về việc ông Scott Pruitt lạm dụng quyền lợi, quyền lực đó, chuyện gì lạm dụng và mâu thuẫn nữa,
khi mà quen biết với những người vận động hành lang rồi tự ý tìm một cái con đường để nâng lương cho nhân viên này. Cái vị trí của ông Scott Pruitt như là chỉ mảnh treo chuông. Tuy nhiên, cũng còn tùy, nếu mà ông Trump thấy rằng ông làm việc được, thì ông sẽ giữ lại thôi, bỏ mặc cho những cái lời bàn tán vừa qua. Còn cái trường hợp của Rex Tillerson với Mark Master, tại vì cãi lời ông, cho nên ông mới đuổi. Còn như là tiếp tục nghe theo lời và ông làm việc đắc lực thì ông Trump sẽ không đụng tới, mặc dầu có những cái mâu thuẫn về quyền lợi đó. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Rất tiếc là bởi vì cái vấn đề này nó khá dài dòng cho nên chúng tôi mất nhiều thời giờ. Trở lại với chúng tôi sau phần quảng cáo để theo dõi thêm một loạt những cái bản tin thời sự trong ngày, quý vị nhé.